Cô chào cả lớp. Hôm nay cô dạy chúng mình một chủ điểm mới, đó là chủ điểm nhà trường. Trong chủ điểm này thì bài tập đọc đầu tiên của chúng ta là bài Trường Em. Cô mời các em quan sát lên trên bảng, lắng nghe cô đọc. Trường em, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em. Cô đọc lại. Trường em, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Em rất yêu mái trường của em. Cô mời các em đọc theo thức chỉ của cô. Chúng mình gặp lại nữa nhé. Ở trong bài tập đọc này thì có một số từ khó đọc. Cô mời các em chúng ta dò từng câu nhé. Câu đầu tiên. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Chúng ta có tiếng hai. Tiếng này khó đọc một chút. Chúng mình đọc lại nào. Hai. Phát âm nhẹ nhàng nhé. Không được đọc là hay nhé. Đọc lại. Hai. Tiếp tục các em sang câu thứ hai. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Cô thấy tiếng thân, thiết. Tiếng thân và tiếng thiết. Đọc lại cho cô hai tiếng này. Thân thiết. Đọc lại. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ ba. Trường học dạy em thành người tốt. Cô thấy có tiếng khó đọc là tiếng dạy. Địa phương mình hay phát âm sai, dạy mà các em phát âm là dạy. Chúng ta đọc lại nhé. Dạy. Đọc lại lần nữa. Dạy. Chúng mình tiếp tục
Câu thứ tư, trường học dạy em những điều hay. Trường học dạy em những điều hay. À, chúng ta có tiếng điều và tiếng hay. Đọc cho cô nào. Điều hay. Đọc lại. Đọc lại. Câu cuối cùng, em rất yêu mái trường của em. À, chúng ta có tiếng mái. Nghe cô đọc nào. Mái. Phát âm nhẹ nhàng nhé. Mái. Bây giờ chúng mình đọc lại những tiếng khó đọc nhé. Hay, thân thiết, dạy, điều hay, mái. Nào, các em đọc lại lần nữa. Bây giờ chúng mình lần lượt đọc từng câu nhé. Tiếp tục. Câu thứ hai, chúng mình đọc tiếp. Đọc tiếp cho cô. Đọc câu cuối cùng. Bây giờ chúng mình sẽ đọc cả bài nhé. Cô mời các em đọc thần. Sau khi các em đọc thần xong thì chúng ta hãy tìm cho cô tiếng trong bài có vần ai. Bài này là bài đầu tiên cho nên cô sẽ làm mẫu trước. À, tiếng trong bài có vần ai, đó là tiếng hai, tiếng mái. Đây, tiếng hai, tiếng mái. Tiếp tục, tìm tiếng trong bài có vần ai. Đây, tiếng trong bài có vần ai. Chúng ta lần lượt, chúng ta xem từ từ từng câu một. Câu thứ nhất, và đến câu thứ hai. Và đến câu thứ ba, a có tiếng dạy có mang vần ai và tiếng hay có mang vần ai. Và đây tiếng dạy và đây cũng là tiếng dạy, tiếng hay có mang vần ai. Đúng rồi. Vậy chúng mình xem câu số 2 là tìm tiếng ngoài bài có vần ai. Ở đây đòi hỏi các em phải suy nghĩ xem tiếng những tiếng nào ngoài bài, ngoài cái bài học này này mà có mang vần ai. Cô lấy ví dụ như là tiếng
tai này, tiếng lai này, tiếng sai này, tiếng ngai này, tiếng khai này, vân vân. Đó là những tiếng ngoài bài có mang vần ai. Và tiếng ngoài bài có mang vần ai, cô lấy ví dụ như là tiếng tay này, tiếng chay này, tiếng may này, đó là những tiếng ngoài bài. Và từ bài học này thì các em có thể tìm ra được nhiều tiếng nữa ở ngoài bài có mang các vần theo yêu cầu của bài cho nhé. Ở trong sách giáo khoa của các em thì cái hình thứ nhất là con nai là có mang vần ai và máy bay là có mang vần ai. Đó, chúng ta quan sát vào trong sách giáo khoa để chúng ta xem trong sách người ta làm và chúng ta sẽ tìm được những cái tiếng có mang vần ai với vần ai nhé. Bây giờ là phần trả lời câu hỏi. Đây, ở trong bài học này thì có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cô đọc là trong bài trường học được gọi là gì? Đó, mình vừa mới đọc cái bài tập đọc này xong và bây giờ người đã bảo là em phải giữ vào cái bài tập đọc này để trả lời được cái câu hỏi trên bảng. Câu hỏi là trong bài trường học được gọi là gì? Vậy em suy nghĩ và em nhìn ở đây. Trong bài này, trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Như vậy em sẽ chọn câu này và em sẽ trả lời như sau. Trong bài trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em. Cô sẽ đặt dưới chân câu này nhé, để cho các em nhớ được. Đây là ngôi nhà thứ hai của em. Cô nhắc lại nhé. Câu 1, trong bài trường học được gọi là gì? Thì mình sẽ trả lời là trong bài trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em. Đó là câu 1. Bây giờ chúng mình tiếp tục sang câu số 2. Câu số 2 yêu cầu là nói tiếp trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì. Cô nhắc lại, nói tiếp trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì. À, vậy thì mình phải dựa vào bài tập đọc này để mình trả lời câu này. Vì sao nào? Đây, chúng mình nhìn đến đây nhé. Vì mình sẽ chọn từ đây. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay, cho đến tận chỗ điều hay. Đây, mình sẽ chọn nguyên cả đoạn này cho cô nhé. Từ chỗ ở trường mà cho đến chỗ điều hay để trả lời cho câu hỏi số 2. Cô lặp lại nhé. Nói tiếp, trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì. Rồi, mình trả lời luôn. Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt, trường học dạy em những điều hay. Đến chỗ này nhé các em. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu 2. Về phần nó hỏi nhau về trường lớp thì các em sẽ ở nhà chúng ta sẽ hỏi nhau về trường lớp cho cô nào. Ví dụ một bạn đóng vai nè, hỏi anh của mình là bạn học lớp nào, thì anh mình sẽ trả lời là tôi học lớp nào đấy. Rồi anh sẽ hỏi lại mình là bạn học lớp nào, thì em sẽ trả lời là tôi học lớp 1A1. Làm như vậy cho cô nhé. Như vậy cô đã hướng dẫn các em xong bài tập đọc. Thì bài tập đọc này là cái phần mà mới nhất đối với các em, cho nên các em phải đọc bài cho kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc trơn tru, hạn chế đánh vần nhé. Vì sang phần này là phần đọc trơn rồi và chúng ta sẽ tập trả lời các câu hỏi ở trong bài cho quen đi nhé. Những bài sau cũng tương tự như thế này nhé.